làm sạch da mặt, loại bỏ tế bào chết, cấp ẩm cho da mỗi ngày với máy xông hơi mặt CK J3080. Đặc biệt, sử dụng xông mũi họng hỗ trợ điều trị hiệu quả cảm cúm, đau đầu, ngạt mũi, đau rát họng. CK J3080 được trang bị vòi xịt nóng với chế độ xông hương thư giãn, giúp da mặt tận hưởng phút giây êm dịu dưới làn nước, kích thích các mao mạch trong da, tăng cường lưu thông máu hiệu quả. Công nghệ nano sương mù mịn dịu nhẹ, không gây kích ứng da. Hơi nước nano giúp thẩm thấu sâu, kích thích sản sinh collagen làm mềm mịn da, cung cấp dưỡng khí cho mô da, mang đến làn da săn chắc, khỏe mạnh, trắng hồng tự nhiên. Xông hơi mỗi ngày với CK J3080 giúp làm mềm lớp tế bào chết, loại bỏ bụi bẩn trong tuyến bã nhờn, làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông.